Cô xin chào tất cả các con. Các con ơi, xung quanh cuộc sống của chúng ta có biết bao điều kỳ lạ và thú vị. Mà những hạt gạo biết nhảy múa là một trong những điều thú vị đấy. Có thật sự là những hạt gạo biết nhảy múa không? Để biết được, bây giờ các con hãy cùng cô làm một thí nghiệm nhỏ nhỏ nhé. Để thực hiện được thí nghiệm này, cô cần những vật dụng sau. Đầu tiên là một chai nước. Tiếp theo là một ít bột baking soda, một ít gạo lứt, một chai giấm ăn, một cái ly thủy tinh, và cuối cùng là một cái muỗng đấy. Cùng quan sát cô thực hiện nhé. Đầu tiên, cô sẽ lấy cái ly thủy tinh ra. Cô cho vào trong ly thủy tinh một ít nước nhé. Khi rót nước, các con nhớ rót từ từ, cẩn thận và đừng để nước văng ra ngoài nhé các con. Mình rót từ từ thôi này. Xong rồi, mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Cô sẽ cho vào trong đây một ít bột baking soda. Con xem cô cho bao nhiêu muỗng bột baking soda. Các con đếm cho cô nhé. 1 2 Như vậy là cô đã cho 2 muỗng bột baking soda vào trong nước đấy. Bây giờ mình sẽ khuấy đều để bột baking soda được hòa tan trong nước với các con. Xong rồi. Bước tiếp theo, cô sẽ cho một ít gạo lứt vào trong ly nước có baking soda này nhé. Cô cho 1 muỗng. Như vậy là có 2 muỗng gạo lứt phải không các con? Các con quan sát xem. Những hạt gạo lứt nằm chìm vào đáy ly nước rồi. Thế tại sao những hạt gạo lại chưa nhảy múa nhỉ? Cô biết rồi. Bây giờ cô sẽ cho vào trong ly nước này một ít giấm ăn. Mình sẽ xem hiện tượng gì xảy ra khi cô cho giấm ăn vào trong ly nước có baking soda này nhé. Rót, mình cũng nhớ rót từ từ thôi. Và bây giờ mình hãy cùng cô quan sát chuyện gì sẽ xảy ra đây. Các con nhìn thấy gì chưa? Cô thì thấy những hạt gạo đang nổi lên trên mặt nước, sau đó lại chìm xuống. Cứ như thế, nổi lên rồi lại chìm xuống. Thật là kỳ lạ phải không các con? Các con ơi, các con có biết tại sao mà những hạt gạo lại nổi lên trên mặt nước, sau đó lại chìm xuống, cứ liên tục như vậy không các con? Đó là bởi vì khi chúng ta cho giấm vào trong bột baking soda, sẽ tạo nên nhiều bọt khí. Những bọt khí bám vào những hạt gạo và giúp đẩy hạt gạo lên trên mặt nước đấy. Khi lên trên mặt nước, những bọt khí này mở ra và những hạt gạo lại chìm xuống mặt nước. Cứ như vậy, liên tục như vậy, giống như là những hạt gạo đang nhảy múa đấy các con. Thật là vui phải không nào? Các con ơi, trong thí nghiệm mình có sử dụng ly thủy tinh. Và ly thủy tinh là một trong những đồ dùng trong gia đình, nhưng rất là dễ vỡ. Nên khi thực hiện thí nghiệm này, các con nhớ nhờ bố mẹ hỗ trợ cho mình thực hiện nha các con. Cô mong thí nghiệm này sẽ mang lại một niềm vui nho nhỏ cho các con trong thời gian nghỉ dịch ở nhà nhé. Sau đây thì cô xin nói lời tạm biệt các con và cô hẹn gặp lại các con vào tiết học tiếp theo nhé.